Ngày 13 tháng 8, lãnh đạo ngành y tế Vĩnh Long cho biết đã đưa ông C, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Xây dựng miền Tây, cùng vợ là bà O, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Long, đi cách ly điều trị sau khi phát hiện hai người này mắc COVID-19. Song song đó là công tác truy vết các F1, F2 và ngành chức năng đang tính phương hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng. Kết quả điều tra dịch tễ theo lời khai của hai bệnh nhân C và O cho biết khoảng 12 giờ trưa ngày 26 tháng 7, ông C và bà O thuê xe cứu thương biển số 64A-02100 của phòng khám đa khoa tư nhân Ánh Thủy tại phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, hai người thuê tài xế V, 60 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cầm lái chở lên thành phố Hồ Chí Minh thăm cha ruột ông C đang điều trị bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó họ có ghé bệnh viện Đức Khang, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cha ruột ông C mất, hai vợ chồng cùng dự đám tang tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 7. Ông C và bà O về lại Vĩnh Long bằng xe cứu thương biển số 64A-02100. Sau đó bà O có đi mua đồ ở tiệm tạp hóa gần nhà và tiếp xúc với một số người giao hàng. Đến ngày 9 tháng 8, bà O có kết quả test nhanh dương tính COVID-19. Ngày 10 tháng 8 kết quả PCR cũng dương tính. Lúc này, ông C được test nhanh mẫu gộp cũng dương tính với COVID-19 và ngày 11 tháng 8 kết quả PCR dương tính. Hiện tài xế xe cứu thương cũng dương tính với COVID-19. Qua khai thác dịch tễ, ngày 2 tháng 8, tài xế V có đi cùng một bác sĩ dùng xe cứu thương đưa một bệnh nhân nữ đi cấp cứu. Hôm sau, nữ bệnh nhân này và con gái của người này cũng có kết quả PCR dương tính SARS-CoV-2. Ngành y tế Vĩnh Long đã xác định được 5 trường hợp F1. Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Vĩnh Long cũng xác nhận bà O dương tính với COVID-19 sau khi cùng chồng đi thành phố Hồ Chí Minh về. Sau khi về, bà O không đến cơ quan mà tự ở nhà cách ly cho đến khi xét nghiệm có kết quả dương tính COVID-19, vị lãnh đạo này cho biết.